Dạ thưa chị các bạn, thì Vũ Chiến trên đường đi qua chú Năm thì gặp anh Chí. Sao có đi đám tang chú Năm không? Rồi có vô đó qua nắng hơn rồi dựng tới đặng về cõi cảnh Tây Phương rồi bây giờ về nhập cải cho má bắt đánh ăn. Chứ không đưa chú Năm lên xe ấy hả? Không, cái đó là mấy em biết đưa lên cái giò cắn em yếu lắm. Đưa không được. Ý là mình ở tại chỗ chú Năm cho tới chừng nào chú Năm lên xe thôi mình hả về. Mà bây giờ để cho mấy em lo đi chứ anh em cũng rút hết rồi. Bây giờ là đi trồng gãy. Bây giờ đi trồng gãy cho bà con ăn anh đây. Trời ơi, cộng này thơm lắm nè anh chứ, cộng này nấu canh chua ăn nhất xứ Ba Chiên luôn. Đúng rồi, tại đó nấu canh chua là thơm lắm, cho nên là tranh thủ ghim xuống đó cho bà con nấu chua lại bẻ nó. Mùa mưa này ghim xuống lại xuống nó cháy hả? Đúng rồi, mưa là xuống ghim xuống là tốt lắm. Vậy là nãy giờ anh có dưới ha? Đúng rồi, mới ăn xong rồi giờ về. Ăn gì? Ăn cơm hả? Ăn bún với ba cái lẩu bò, lẩu cá. Ở đâu? Với đám đó. Đám có đãi ăn đàng hoàng, rồi anh ăn cơm rồi anh về ha. Rồi thôi vậy anh về đi, em chạy xuống chú Năm. Rồi tạm biệt anh. Nói gì? Ở cha mất buồn không? Đâu có buồn đâu hả? Vui hả? Vui mà vậy nó buồn. Tao vui mà mình thấy buồn. Chị Nhung vô duyên hết sức vậy chứ. Bánh ăn đã luôn. Cha con chết còn ăn bánh đã luôn. Có mới sợ á. Chị nãy ăn gì? Ăn cơm. Ăn cơm. Cơm với chả cá cơ. Các bạn thì sắp sửa đến giờ để đưa chú Năm về trên kia để qua táng rồi. Bây giờ đội đầu tì thì người ta sẽ làm cái gọi là đánh phá hoàng, làm đủ thứ hết trơn á. Vũ Chiến cũng không biết kêu này là gì nữa. Đó. Đã đến giờ kết vực liên thời, mỗi tuổi nghe tạc dục tất. We'll be right back.
Rầm rầm.